Theo công bố của Cục Thống kê Hà Nội, thì chỉ số giá tiêu dùng CPI Hà Nội tháng 11 này chỉ tăng nhẹ so với tháng trước. Theo Cục Thống kê Hà Nội, thì CPI thành phố Hà Nội tháng 11 này chỉ tăng 0,04% so với tháng 10. Trong đó thì có 3 nhóm hàng giảm giá, bao gồm hàng ăn, dịch vụ ăn uống, nhóm giao thông và bưu chính viễn thông. Riêng nhóm hàng giao thông đã giảm mạnh nhất đến hơn 0,4%, nhờ giá xăng dầu được giảm 2 lần liên tiếp vào ngày 19 tháng 10 và ngày 3 tháng 11. Các nhóm hàng còn lại chỉ tăng giá nhẹ, nhóm tăng mạnh nhất là nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng 0,37% do tăng giá nước sạch và giá ga. Hai nhóm hàng khác không nằm trong rổ tính CPI tháng 11 này, bao gồm giá vàng tăng không đáng kể và giá đô la Mỹ giảm gần 0,4% so với tháng trước.